chào anh ơi. Hôm nay ba đứa bạn đi ăn. Cũng giống như là ba đứa hôm bữa đi ăn chăm bông ở đồi Cổ Lao nha mọi người. Hôm nay lại tiếp tục gặp. Hôm nay ăn món khác nha. Hôm nay ăn món này là hê cút su. Làm cút su của Hàn với lại là cá sống đó mọi người. Cá này là cá gì ta? Cá này cá gì bà? Không biết là cá, không biết là cá sống hay là cá, không biết là loại cá gì nữa mọi người. Mình không có ăn được cá sống nha. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên ăn thử cá sống. Chị chọn lên giùm em đi chị Nguyên. Cái này là có rau, các loại rau nè, cải nè mọi người. Rồi này là lá diếp nè. Lá mè đó mọi người, lá mè nè. Rồi đây là cút su nè. Có gì có bỏ nước sốt tương ớt vào nha. Này rất là cay nè. Ôi ôi. Chị không dám ăn cá sống. Bắt hết rồi đây. Bắt hết rồi đây. Sao mà nó nhiều dữ vậy? Nhiều nha. Gấp ra dĩa đi ăn cho nó dễ. Để đồng kéo, mọi người kéo. Cái này là còn thêm người trộn đó. Chị đưa khăn giấy đi chị. Cái này là trộn lên đó mọi người. Nó làm tô nhiều quá trời nè, sao ăn hết đây. Nhưng mà người Hàn ăn hết nha. Người Hàn, con gái Hàn ăn cũng hết luôn. Người ta trông thiếu thêm ăn hết đấy. Cái tô của mình sao nhỏ ta, mình đang đói sao trông ít vậy. Ăn này bớt đi. Ăn này bớt đi nè. Sao nó hình như nó cho cái su su này nó bị ít hay sao vậy? Không, su su nhiều. Lát thì chị chọn đi, rất là mặn đó. Vậy đó hả? Nãy em quên múc ra. Trời. Sao thấy nó không thấm vào đâu nha. Chị ăn đi rất là thấm. Trộn xong đi ngủ luôn nha. Quá trời. Thôi hai bà ăn đi, tôi về ạ. Đứng dậy đi. Tôi về đó nha. Năn nỉ đi trời, sao không kêu là đừng về, đừng về. Đã ta nói vậy rồi mà tôi về cái nữa làm sao mà diễn được. Chị đừng. Đừng chơi. Đừng ở lại. Trời xỉu. Xỉu luôn. Cái này nó trộn lên cái là mất hết 2 phút rồi đó mọi người. Để ăn thử cá sống nha. Ăn luôn cái tô này, cái này là Việt Nam gọi là cái thao nè. Rồi cá sống à. Để ăn cùng chứ một mình không dám ăn cá sống. Mà hôm nay ăn thử luôn. Chưa bao giờ ăn cá sống đó. Chỉ có là bào ngư sống thì dám ăn. Nhưng mà cá sống chưa dám ăn, hôm nay ăn thử. Mời mọi người nha. Cái mùi gan quá. Ngon. Bà dám ăn cá sống không? Dám luôn. Ngày xưa không ăn được, bây giờ mới gần đây mới ăn được rồi. Mới gần đây đi với ông ăn cá sống nhiều, mình ngồi ngoài chẳng lẽ mình lại gọi món khác. Thôi tập ăn, ăn được rồi, ăn giờ thấy ngon luôn á. Thế à? Tôi chưa dám ăn nè, hôm nay là lần đầu tiên nè. Cá sống với con ngon. Con gì ta? Thanh chi á. Trời ơi, ăn mà sao tôi thấy nó nhợn nhợn bà ơi. Cái này là ăn phải ăn với trộn trộn chỗ này cho nó mất cái mùi cá sống ăn mới được. Cá sống là phải làm cho nó sạch hết mùi tanh để cho nó lên lạnh ăn mới được, chứ còn nếu mà thấy giảm được đâu. Cái này phải có lá mè cho nó bán cái mùi tanh à. Không biết cái là cá này không biết là làm từ con cá gì nè. Không biết cái gì ha. Như là cái tô chứ ha. Con cá này to lắm ấy. Lá mè à? Con cá này ở siêu thị hay bà. Con không biết cái loại này là con cái loại tôm hay bà? Cam tôm á. Cam. Sắc cái miếng nó rất là dày luôn mọi người. Cái phần ăn của mình nó là 9.000. 9.000. Tương đối với Việt Nam. 9.000 khoảng 180 á. 180.000. Khoảng 9 đô á. Ừ.
ăn vậy để cho nó đỡ tanh. Chị Quyền lát nữa chị ghé qua cái tô em nhé. Còn cái tô chị chỉ xử lý xong hết không lên. Lúc đó nhìn thì nó ít á, ăn vào rồi thì thấy nhiều. Mới ăn cá sống á, nó cái cảm giác á, mình suy nghĩ á, mình suy nghĩ hay là nó hơi nhợn nhợn ha, hơi sợ sợ. Ừ. Ủa sao hai người ba người mà cho có hai cái này vậy? Cái này là để dành cái này. Ở dẫn đây luôn, cái này tôi không có. Trừ người ta có nước à. Không cần. Quán này chắc là ngon cho nên là ở gần biển đây, không rát nhà dân đúng không? Thế mà cũng có khách đến giờ này. Không, lý do là một phần là nó nhiều, với lại một phần diễn viên đến đây người ta ăn á. Cái quán này là ngày xưa chắc là để bán du lịch, nhưng mà giờ khách du lịch không còn nữa, khách Trung Quốc không có còn nữa cho nên là bán khách rẻ bình thường. Với lại một phần là thằng Tây Hàn Miên Cúc đó ghé qua đó. Superman, chương trình của Superman. Cái đó là tên gì ta? Thành ba ngắm hết rồi. Tây Hàn Miên Cúc. Mà anh xê cái gì? Cái quán này là có ba bốn cha con của anh Ta Han Minh Cúc Man Xê á mọi người, là cha con quốc dân á, đến đây ăn nè. Cho nên là quán này người ta quảng cáo rất là rầm rộ luôn. Ba thằng nhóc xin ba. Mà lâu rồi không thấy nó lên đấy nha. Dạ. Nó lớn rồi chị. Nó lớn rồi, với lại ba nó giữ bí mật đó, cũng như là giữ cái chuyện đời tư của con á. Bây giờ nó lớn rồi cho đi học rồi. Cho nên là không có cho nó làm cái này nhiều nữa. Cái này rong biển, cái này ngon nè. Cái này ăn nhiều đẹp da nè. Cái này ăn nhiều đẹp da lắm nè. Cái này là rong biển tươi á mọi người, tươi luôn á. Người ta lấy cái cây, cái thân của cây rong biển á. Kim chi chua chưa? Ừ. Không chua lắm à, mới làm đó. Nhưng mà không ngon bằng mấy cái dứa kim nhân mình ăn. Nghe hả? Chi đợt mình ăn chung với chồng chị đó. À ngon ha, chi nó ngon. Chung chưa lên hương đi lạc. Quán ăn này cặp bên bờ biển luôn mọi người. Ở cách bờ biển khoảng chừng 50 mét, 50 mét. Nhìn đi biển luôn. Đáng bạn ha. Ngồi ba đứa mình xuống dưới bắt ốc đi. Bắt soda. Soda với lại là Boma đó. Đến em kia cho vào điệu đằng sau. Lát này em quảng cáo thì xuống là dính cá nhất chừng. Chị đâu? Chứ còn gì nữa. Hôm nay nước lớn quá. Bữa nào quay cái clip đi bắt ốc à. Thích ăn mấy con ốc đó. Ốc hả? Ừ, ốc nhỏ nhỏ bông mai á. Chồng bắt cái con ấy giỏi lắm. Bắt con đấy một con cái á. Ừ. Đi bắt rồi đi. Mùa hè cơ, dạ. Lạnh rồi. Trời ơi, giờ mùa lạnh rồi. Nó nhợn nhợn sao á. Ăn không quen. Mình không ăn luộc sống được mọi người, ăn nó nhợn nhợn. Vậy mẹ em cứ ăn con mực đó chị, mực sống đó chị. Mực sống thì ăn được. Mực sống và ngư sống thì ăn được. Giống như con nào mà không có máu á. Còn con cá là ăn không được. Mực sống là con han chi đúng không? Hay con đồ chi nữa? Han chi. Ờ, con này ăn ngon mà. Thế đó, mực sống ăn không có chanh.
Con đen ngon quá trời. Còn con gái Hà nó ăn nhiều đồ sống thì giá đẹp lắm. Ừ, ăn đồ sống da đẹp. Tại chung là quê hương của ai? Giờ cho chuyển ra ngoài kia là không ra đúng không? Ừ, ai mà ra. Nhiều người đang ở đảo thích ra ngoài đất nhiệt đỏ lắm đó. Nhưng mà tôi thì tôi thích ở đây. Ừ. Thế thì bà vào khen tôi đấy. Bà cũng vậy hả? Ừ. Tôi không thích ra ngoài. Rồi mình giống là in tên ra đấy, ra ngoài bon chén. Ừ. Xong nhiều người ở sao không ra ngoài đấy để đi làm cho nhiều tiền ấy. Ừ. Đã yên lặng lành. Suối vậy. Ừ, người ta chưa đi qua trong đó thì người ta chưa biết đi làm trong đó thì làm gì được nhiều tiền. Nhiều người ta nói đi làm trong đó kiếm được nhiều tiền mà không hiểu là làm trong đó, đi vô đó làm gì. Cái nghề nghiệp của mình thì nó phải phù hợp đúng không? Đi vào đó kia làm gì mà kiếm nhiều tiền, ở đâu cũng vậy, kiếm nhiều tiêu nhiều thôi. Chứ Chu là hiện tại là cái đảo mà nhiều người đang muốn ở mà tự nhiên bỏ đi vào trong kia. Bạn mình cũng ở cùng Kiên Giang với mình luôn á mọi người. Ăn cái này mà không cho nước này không được. Cay quá. Kiên Giang hết nổi rồi đó. Thôi mà chị ngộ nha. Những cái món nào mà cay á, mà là nước á thì ăn được. Mà cay mà khô á là ăn không được. Tôi không phải đấy, đến như nào mình ăn chăm bông á, ăn chăm bông cay á, nhưng mà nó có nước thì mình ăn không được. Mà ăn được, mà cái này cay không được. Giống như ăn mì lạnh mà mì lạnh trộn á, cũng ăn không được. Ăn được miếng thôi, không ăn được nhiều. Cay quá. Rồi mình ăn không hết rồi mọi người, còn quá trời nhiều luôn. Tô này nó nhiều quá, ăn hết. Còn và video của mình hôm nay quay đến đây thôi. Nếu ai thấy thích kênh của mình thì nhấn subscribe, like và comment ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thầy ơi, thầy ơi.